Ngoài được biết đến là một đại gia sang giàu, ông Ngô Văn Phát, chủ tịch tập đoàn Phú Thành, còn tham gia vào nhiều dự án xây dựng lớn. Được thành lập từ năm 2012, công ty cổ phần tập đoàn Phú Thành hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, chủ yếu là công trình xây dựng đường bộ, đường thủy, đường sắt, xây dựng nhà ở, các công trình về cấp thoát nước. Đơn vị này tham gia nhiều dự án lớn như công trình xây lắp thiết bị, công trình trục giao thông chính và một số hạng mục hạ tầng khu công nghiệp Đồng Văn Ba, Hà Nam, dự án trung tâm thương mại dabaco Bà Quế Võ, Dự án đầu tư xây dựng cải tạo đường DT-280 đoạn An Quang, Đông Bình, Gia Bình, Bắc Ninh, gói thầu kênh hở, cống hộp 4.400 x 4.400 và hệ thống cống hộp 2.900 x 2.900, hệ thống nước làm máy dự án nhà máy nhiệt điện sông Hậu 1, Hậu Giang. Riêng tại Thái Bình, Tập đoàn Phú Thành đang có dự án công trình cải tạo mở rộng đường D5, đoạn từ đường DT462 xã Nam Hưng đến Cống Khống ở huyện Tiền Hải. Ngoài ra là khu kinh tế Thái Bình tại huyện Tiền Hải, một dự án trọng điểm đang được Tập đoàn lập quy hoạch thu hút đầu tư với nhiều công trình lớn như tổ hợp sân gôn và biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng 340 ha, tổ hợp vui chơi giải trí casino khách sạn 20 tầng với diện tích 31,10 ha, tổ hợp khách sạn resort nghỉ dưỡng cao cấp 144 mươi ha. Đối với khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng tại khu du lịch Cồn Vành, Cồn Thủ, Thái Bình, công ty cổ phần tập đoàn Phú Thành là đơn vị tư vấn. Dự án có diện tích 3.499 ha, dự kiến gồm một số khu chức năng. Khu du lịch Cồn Vành 620 ha, khu du lịch Cồn Thủ 613 ha, khu hỗn hợp Cồn Thủ, Cồn Vành 2.155 ha và khu cảng Ba Lạt 111 ha ngoài công ty cổ phần tập đoàn phú thành ông ngô văn phát được biết đến là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần thương mại xăng dầu phát pechaco doanh nghiệp này bắt đầu hoạt động từ năm 2012 với ngành nghề hoạt động chính là bán buôn nhiên liệu rắn lỏng khí và các sản phẩm liên quan ngoài ra còn có các ngành nghề khác như khai thác quạng sắt cát sỏi đất xét bán buôn kim loại và quạng kim loại kinh doanh bất động sản quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu chủ sử dụng hoặc đi thuê hiện phạm vi cung ứng sản phẩm của công ty cổ phần thương mại xăng dầu phát petaco được mở rộng ra nhiều tỉnh thành khắp trong nam ngoài bắc như hà nội hải phòng quảng ninh thái bình bà rịa vũng tàu nha trang Đại gia Ngô Văn Phát cũng nổi tiếng là người giàu có và đặc biệt là sở hữu những biệt thự to như lâu đài ở Hải Phòng và Thái Bình trị giá hàng trăm tỷ đồng. Tại Tiên Hải Thái Bình, vị đại gia này sở hữu tòa lâu đài trăm tỷ với phần mái phẳng làm sân đậu trực thăng riêng. Tòa lâu đài được xây dựng trên diện tích hàng nghìn mét vuông, gồm 5 tầng nhà và một mái phẳng trực thăng có thể đậu xây dựng theo phong cách châu Âu đặc trưng, độc đáo. Được biết để có đủ diện tích đất xây dựng đại công trình này, gia đình chủ nhân đã phải mất nhiều công sức tài chính thuyết phục các hộ dân xung quanh chuyển nhượng lại diện tích đất thuộc sở hữu của họ và phải mất độ khoảng gần chục năm kể từ khi động thổ khởi công thì công trình mới cơ bản hoàn thiện. Nội thất bên trong tòa lâu đài chủ yếu là gỗ quý và đá nguyên khối, được chuyển từ nhiều nơi trên cả nước về rất công phu, tốn kém. Phía bên trong 5 tầng nhà, chủ nhân sắp xếp bố trí cả thang máy, hệ thống âm thanh ánh sáng hiện đại không kém gì những trường quay sang chảnh trong các đài truyền hình lớn. Tại Hải Phòng, vị đại gia này cũng sở hữu một căn biệt thự nguy nga đồ sộ không kém. Tòa lâu đài nằm ở góc đường Lê Hồng Phong, giao cắt với đường Ngô Gia Tự, quận Hải An, thành phố Hải Phòng đây là một trong những vị trí đất vàng tại hải phòng tòa lâu đài cũng được thiết kế theo phong cách châu âu với hệ thống cổng tường kiên cố tòa lâu đài có hệ thống camera an ninh giám sát chặt chẽ